iPhone 16 sẽ ra mắt vào tháng 9 và đây là tất cả thông tin về iPhone 16. Như thường lệ thì sẽ vẫn có đầy đủ các mã như là iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro hay là 16 Pro Max. Về ngoại hình thì cũng như 14, 14 Plus hay là 15, 15 Plus thì iPhone 16 và 16 Plus sẽ có thiết kế giống nhau. Camera được đặt dọc giống như con iPhone 12 và có tận 7 màu để cho anh em lựa chọn. Và đương nhiên thì iPhone 16 Plus sẽ có kích thước to hơn iPhone 16. iPhone 16 sẽ vẫn là 6.1 inch và iPhone 16 Plus sẽ là 6.7 inch bằng với con iPhone 15 và 15 Plus. iPhone 16 sẽ có dung lượng pin là 3561 mAh, thời gian sử dụng dự tính lên tới 22 giờ. Còn iPhone 16 Plus sẽ có dung lượng pin là 4006 mAh và thời gian sử dụng lên tới 24 giờ. Một điểm nâng cấp lớn nhất đấy chính là phím Capture Button. Đây là một phím chụp ảnh cơ học hoàn toàn mới và nó cũng sẽ xuất hiện trên cả iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Anh em có thể thao tác được tất cả các tính năng chỉ với một phím này. Ví dụ, phóng to và thu nhỏ bằng cách vuốt sang trái hay là sang phải, lấy nét hình ảnh bằng cách nhấn nhẹ vào nút, hay là bắt đầu ghi âm bằng cách nhấn mạnh vào nút. Tiếp theo là iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max thì năm nay Apple sẽ nâng cấp màn hình của iPhone 16 Pro lên 6.3 inch. Theo quan điểm của mình thì đối với kích thước như thế này thì nó cũng không quá nhỏ và cũng không quá to và dự tính iPhone 16 Pro sẽ hot hơn iPhone 16 Pro Max rất là nhiều. Còn màn hình của iPhone 16 Pro Max sẽ được nâng cấp lên 6.9 inch. Về màn hình của iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ được thiết kế mỏng hơn và khả năng hiển thị sẽ đẹp hơn các dòng khác rất nhiều. Về màu sắc của iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max thì sẽ vẫn chỉ có 4 màu. Tuy nhiên sẽ có hai màu khác biệt, đấy chính là Titan Sáng Xi Măng và Titan Vàng Sa Mạc. Dung lượng pin của iPhone 16 Pro lên đến 3367 mAh và thời gian sử dụng pin có thể lên tới 24 tiếng. Còn iPhone 16 Pro Max, theo như thông tin mà mình tìm hiểu, thì iPhone 16 Pro Max sẽ được trang bị công nghệ pin mới, có mật độ năng lượng cao hơn, đồng nghĩa với việc có thời gian sử dụng lâu hơn, trong khi kích thước pin vẫn giữ nguyên. Dung lượng pin của iPhone 16 Pro Max lên tới 4676 mAh và thời gian sử dụng có thể lên tới 30 tiếng. Và đương nhiên, iPhone 16 Pro Max sẽ là chiếc iPhone có thời lượng pin khỏe nhất mọi thời đại. Nhưng có một điều cực kỳ quan trọng là giá của iPhone 16 sẽ không hề rẻ đâu nha. Tuy nhiên đối với chính sách lên đời tại Hoàng Kiên là thu vào 100% giá bán lẻ thì anh em có thể cân nhắc lên đời từ iPhone 15 Pro Max lên iPhone 16 Pro Max một cách cực kỳ dễ dàng và anh em chỉ cần bỏ ra một khoản chi phí cực kỳ hợp lý để có được một chiếc iPhone 16 Pro Max sớm nhất. Nhớ follow kênh Hoàng Kiên để biết thêm thật nhiều thông tin về iPhone nhé.